Quay gì đấy bà nội? Đúng là con gì khác sở bút tay hả? May mà cô rửa tay đấy con ạ. Chứ không một cô mà bằng tôm là chết luôn mày, cái tay ăn bằng tôm. Tay này mà cô bằng tôm là con chết luôn con ạ, con chết luôn con ạ. Tình yêu tình nồng, tình yêu tình say. Con rửa thì bà nội rửa 4 lần rồi không bà nội, vừa rửa xong đấy. Da nói với da mày tệp nha. Tệp hả? Hai mẹ con đấy, mẹ nó tay trắng tinh. Con là con của cô rồi con ạ. Con là con của cô rồi. Mày ăn mắm tôm, mẹ ăn mắm tôm con. Rất tơi đó. Em là tình yêu, em là tình đắm, tình đắm, tình xoay. Ừ rồi ơi, mặt nó cực, mặt nó cực, mặt nó cực. Ừ, ê, à, à, ừ. Mày ăn thịt tay à. Em ơi tình nồng, em yêu tình nồng, tình nồng sao mày như một cục thịt vậy? Như một cục vậy, mày cho mày như một cục vậy, cho mình nó nắm lại thằng tay tao, nắm lấy thằng tay nó dài lắm không mày? Cho mày tưng vậy. Cái thằng này, các bạn thằng mình cười nhỉ? Thằng này khui hài nha. Này, ước gì tụi cặp lông mày như nó. Mày cặp lông mày này bà khỏi kiếm tiền luôn. Sao chầm đâu với tao? Con ơi, lớn lên là con không cần đầu tư 600 đô. Con hiểu không? Cặp chồng mày được con là con nít chuyên hàng của con. Mắt nó cũng đẹp á. Nó dễ rất là duyên. Em mà nhìn tổng thể thì nó không đẹp. Không, nhưng nó duyên. Nó có duyên. Ở cái bọn đẹp là cái bọn con ạ. Cái bọn nét nào cũng đẹp nhìn nó thành vô duyên. Mình chỉ cần 1-2 nét đẹp, đôi mắt con đẹp. Cái lúc mày con đẹp là con ăn đất thiên hạ rồi con ạ. Nên còn con còn tròn như một mít nữa. Tình lòng tình say. Em là tình yêu tình báo, em là tình báo tình nồng. Ngày hôm qua có con nó lại nó làm á, mà nó chạy cái mền á, góc đó đó, xong bỏ con nằm dưới đất vậy đó, nó ngồi nó ôm cái laptop nó chơi, tao nói để tao chụp hình tao gửi, tao nói người ta bỏ cho mày chạy ra. Đây nè, hôm qua bận quá làm thấy mẹ không hơi là phải bà mẹ vô duyên chứ, chạy miếng mền nhỏ mà bỏ con nằm đất. Con nhảy lâm ba da, lâm ba da, lâm ba da, lâm ba da. Tình yêu em tình báo em tình nồng. Tình yêu em tình say. Ừ, mà khách bà không hiểu con mẹ hát cái gì. Ừ, em nhỉ. Ừ, em nhỉ. Ta chơi mày tí thôi, mày kia tao đẻ tao mệt lắm. Ta phải đi nợ. Ta còn phải đi nợ nữa. Mà có hiểu vấn đề không? Ừ. Mày cứ mỗi 2 tuần mày bỏ mặt ra, người ta lại ra tao bế mày. Đa phò đa. Phò đi ra xong rồi em. Ông ngoại của mẹ nó chết. Ừ. 94 tuổi. Cứ 94 tuổi thôi, về đất mẹ được rồi. Ừ. Tao sống cỡ đó tao cũng mệt mỏi lắm rồi. Chết sống mà. Rất mệt mỏi, tao đó mệt lắm. Trời ơi, con ơi, từ đoạn này con đây là một trong điểm cũng như móc dán cái đầu chọc cái nữa. Bao nhiêu đúng không? Cái cô đôi mày đẹp không? Mắt đẹp nhở? Cái mỏ không đẹp. Cái mỏ ta không có đẹp nhưng mà tao duyên. Các bạn đấy. Ta không có đẹp nhưng mà tao duyên. Còn hơn mấy đứa bơm silicone vào mồm. Trông thì để yên thì đẹp mà cười lên nó cũng nơ ra con ạ. Mình hơi móng móng một chút, thơm mềm mềm một chút, nhưng mà mình cất giọng một cái là đẹp, con hiểu không? Mình cứ nói một cái người ta sẽ con đẹp. Chứ còn mấy cái đứa mà nó cứ môi nó cứng như kiểu môi môi nó bị cứng đơ giống như ngày xưa. Cô bơm silicone xong cái môi cô cứng đơ con ạ. Mày cũng có chơi chiêu đó nữa. À, có một lần. Em yêu ơi tình nồng. Tình bé em tình say. Ôi tình yêu nồng cháy. Ôi tình cháy em là tình lồng. Em là tình baby. Tìm một thằng bé Tây mang về nuôi cho uống, cho ăn nước mắm với nó ăn mắm tôm coi. Đúng rồi. Mày chẳng hợp chứ tôi đấy. Dáng dấp của mày là hợp lắm rồi. Chân mày đen như thế này giống mắm tôm của tao rồi đấy. Cũng lắm. Cũng như tình đồng. Cũng như tình xoay. Cũng như tình xoay. Em à. Em ơi. Em ăn mắm tôm không? Em ăn mắm tôm không? Mắm tôm hay mắm tép hay mắm nêm? Hay mắm cà hay mắm dưa? Em yêu ơi, tình nồng, tình yêu cứ nồng say, ơi tình yêu nồng say. Bé đi chơi phải không? Bé đi nha.
Bị đi nhé. Bị đi song song nhé.